Kinh thỉnh hàng địa thiên, nơi hải đảo châu quận, cây cao hoặc rừng rậm, trong nhà hoặc ruộng vườn. Kính thỉnh thần Dạ Xoa, Càn Thát Bà Long Vương, bậc tâm hiền thiện, ở dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng, hiện đang trú không xa, xin vân tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mâu Ni, khai thị độ chúng sanh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Vạn pháp do nhân sanh, nhân diệt vạn pháp diệt, Đức Phật Đại Sa Môn hằng giáo huấn như vậy. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm vị kiều trần như nghe như vậy. Này các tỳ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu sắc uẩn thật là của ta, thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói, xin cho sắc uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã, nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói, xin cho các uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỳ kheo, nếu các uẩn ấy là của ta, thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói, xin cho các uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã, nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không có thể nói, xin cho các uẩn của ta như thế này, hoặc đừng như thế kia. Này các tỳ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Bạch Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật chi vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỳ kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đây chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải là ta, chẳng phải là của ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỳ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn tái sanh nữa. Các pháp vụ Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát hết các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái thay đổi không thường. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu.
Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm viên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái đau đớn buồn rầu, pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm, chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp ấy để chung cho nhân loại, súc sanh luôn đến chư thiên ma vương cùng phạm thiên cả thảy. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, dứt các pháp hữu vi ấy được, mới có sự an vui tuyệt đối. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Mô Phật, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến hương linh Nguyễn Thái Nam Trân, pháp danh Nguyên Huyền, mất ngày 29 tháng 7 âm lịch năm 2020. Nguyện cầu ân tâm bảo và chư thiên gia hộ chư hương linh Nguyễn Thái Nam Trân, pháp danh Nguyên Huyền, mất ngày 29 tháng 7 âm lịch năm 2020, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh trời, cảnh niết bàn. Bằng ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Mô Phật, kính chào đạo tràng. Bây giờ sư gửi mít lại cho Mỹ nha. Mỹ Thọ, Tam Quy Ngũ Giới, ngắn gọn. Thỉnh sư Nguyên Thông truyền Tam Quy Ngũ Giới. Sư Nguyên Thông hoan hỷ truyền Tam Quy Ngũ Giới. Và kính chúc đạo tràng thính pháp được an vui. Dạ, Mô Phật. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sang Gai, con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Tăng Bảo. Dạ, con kính lễ sư Thanh Tâm và con kính lễ sư Nguyên Thông và con kính chào thầy Kinh và kính chào đạo tràng. Dạ hôm, dạ kính thưa sư, dạ xin phép sư cho tụi con mời chị Kim Nhung lên đại diện đạo tràng để mà thọ tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, dạ con kính mời chị ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con được không ạ? Dạ, cảm ơn đạo tràng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, kính chào. Con kính chào thầy Kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt lớp học thọ trì tam quy và ngũ giới tóm tắt ạ. Ukasa ma yang phanh te quy sùng quy sùng rắc khơ na tha giá ti sa ra nê na sa ha bành cha si la ni ya cha ma đu ti yam bi ma yang phanh te
quy sùng quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra ni na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi ma yang phành tê quy sùng quy sùng rắc kha na tha giá ti sa ra ni na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Dạ đạo tràng, chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mic đến sư Nguyên Thông ạ, để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ thanh tam truyền trao quy giới cho hàng Phật tử có mặt trong room. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, có qua đó Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được hòa chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, có qua đó Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được hòa chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, có qua đó Ngài là bậc Arahant cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Ga Qua đó, Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, chứng được quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, dutiyammi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, tatiyammi. Saṅkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba.
Tisaranagana paripunang pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu pa na ti pa ta về ramani sikha badang samadhiya mi adinna dana về ramani sikha badang samadhiya mi kame sumicha chara về ramani sikha badang samadhiya mi musa vada về ramani sikha badang samadhiya mi Sumara me raya machapa madatana ve ramani sikha badang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. A ma vành tê, dạ chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta, we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. A din na da na, we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Ka me su mik cha cha ra, we ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Musawada we ramani sikha badang samadhiyami surame rajamacchappa madatthana we ramani sikha badang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thế Tôn có dạy rằng ima ni pancha sikha. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Đàm Mày, Nam mô Sang Ga. Dạ kính thưa sư Nguyên Thông, dạ sư bị rớt mic rồi. À, xin lỗi sư, còn đó không sư? Cho con xin tín hiệu ạ. Cho con xin bàn tay của sư ạ. Dạ sư Nguyên Thông. Ôi, dạ con kính mời sư cầm mic trở lại ạ. Thế Tôn có dạy rằng silena sugatin yang ti silena voga sambada silena nitpun ti yang ti tasma sile silang vi so thát ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang nhiều tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được chứng ngộ nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật đừng để lắm như. Sa thu lành thay, dạ con kính tri ân sư Nguyên Thông đã thay mặt chư tăng truyền tam quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dạ con xin được sám hối ba ngôi tam bảo bảo ạ. Ô ta mang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng và rốt ta mang bút thề dô khá lý tô đô sô bút thô khá mà tu tăng mà mang. Ô ta mang ghe na quan đề hàng thầm mạnh cha đu biết thang qua rằng thầm mê vô khá lý tô đô so thầm mô khá mà tu tăng mà măng. U ta măng ghê na quan đề ăn sang khanh cha đu biết hô ta măng sang khê vô khá lý tô đô so sang khô khá mà tu tăng mà măng. Dạ con kính dâng mic đến sư Nguyên Thông để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con để chúng con được tròn phước báo ạ.
Sakatwa Buddha Ratanang U Sautang U Tamang Varang Hitang De Vamanu Sanang Buddha Te Che Naso Thina Na Sang Thu Pa Da Va Sap Be Dukha Vu Pa Samang Tu Te Sakatwa Tham Maratanang U Sautang U Tamang Varang Parira Hu Pa Samanang Tham Ma Te Che Naso Thina Na Sang Thu Pa Da Va Sap Be Pa Ya Vu Pa Samang Tu Te Sakatwa Sangaratanang O Satang U Tamang Varang Ahu Neyang Pahu Neyang Sankate Chay Naso Thina Na Sang Tupa Dava Sabbe Roga Vu Pasamang Tu Te. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng tôn kính Phật Bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự minh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp Bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn tĩnh điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự minh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng dường và quan nghinh tôn trọng. Si tamma thu si tamma thu si tamma thu y đăng phá lăng e tasmin ratanata yasmin sampasada na chay ta so. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lành thay, dạ phần nghi thức thọ trì tam quy ngũ giới và sám hối ba ngôi tam bảo đã hoàn tất. Dạ con xin giao mic đến cho MC Nguyên Như để cho thực hành tiếp cái thủ tục vô học ạ. Dạ con kính dâng mic ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Trang, Nguyên Thông, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dhamma dasana ya jagata. Brahma chalo katipati saham pati katanchali antiwarang ayachatha. Santi thát sáp tá pa ra chấp cha ca ti ca đề se tu tham măng anu cam bi măng ba chăng sát tham ma phê vinh vi na yan cha ca yang su tan cha ban tham a phi tham ma chăm măng a cô ta yan tô cha tu sa cha đần đằng bắp Bồ tha nê ye ba ri sa ya mat che. Dạ, con thay mặt đạo tràng cũng kính thỉnh thầy kinh đăng đàn giảng bạ dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin nhường mic lại cho thầy. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Kha Dạ. Dạ, kính lễ chư tôn đức tăng trụng lâm. Dạ, tăng chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Alo. Rồi, ok. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài cảnh. Vậy rồi học tới cái đầu ha? Cảnh tục đế ha? Vậy rồi học chắc tới cảnh tục đế nha. Thứ 9 là sao? Cảnh tục, tục đế đúng rồi, ok, rồi. Rồi, thưa quý vị, hôm nay trước khi vào học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādhemi. Svā
Akato Bhagavata Thammo Thammang Namassavami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasat Thamma Galuttamang Apivadipasissang Apithammatasangang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Ma Da, Nam mô Sa Di Đà. Rồi phần đầu vô chúng ta đọc sơ lược về Pali chút xíu ha. Rồi sau đó chúng ta vô bài học. Rồi xin mời quý vị hoan hỷ tranh thủ giơ tay lia lịa đọc cho nó lẹ lên. Cho nó ngon lành. Cố gắng đọc tròn đủ âm ngữ và cho nó chính xác ha. Rồi xin mời tất cả quý vị. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Ma, dạ, Nam mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy kinh và đạo tràng. Dạ, con không thấy ai lên thì con tình nguyện lên trước. A Lầm Ba Na Sang Ga Hồ toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A Lầm Ba Na Sang Ga Hề, A Lầm Ba Na Ni Na Ma Rù bà rằm ma nặng, xà đà rằm ma nặng, gàn thà rằm ma nặng, ra xà rằm ma nặng, bốt tháp bà rằm ma nặng, thầm ma rằm ma nặng, chàn tí. Cháp bi thà ni pha hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha ru bam eva ru ba ram ma nang tattha sadda yo sadda ram ma na di ni tham ma ram ma nang Bana basada sukumaru ba chitta cetasika nibbana banyat tiwase nacatha sangai gai hanti. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị, những đối tượng của sự biết. Có 6 là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ, con xin chào mấy cho vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Ga Ya. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính chào đạo thầy kinh, con kính chào đạo tràng và con xin đọc bài ạ. A Lầm Ba Na Sang Ga Hồ toát yếu về đối tượng cảnh, đoạn 1. A Lầm Ba Na Sang Ga Hề, A Lầm Ba Na Ni Na Ma Ru Ba Rang Ma Nang Sát Tha Ram Ma Nang Gan Tha Ram Ma Nang Rasa Ramanang, Phatapa Ramanang, Dhamma Ramanang, Jatichapitani Phawanti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe,
đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpa me va rūpa ramanaṃ tathā saddhā tayo saddhā ramanādini dham dhamma ramanaṃ panat pasada sada sukuma rūpa citta cetasika nibbana paññatti vasena caddhā saṃ yayanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ con kính cảm ơn cô Châu Nguyễn Post bài. Dạ con kính mời sư Nguyên Thông ạ. Dạ cảm ơn quân Ca Vinh. Con bây giờ xin được đọc bài Alambanasangaho toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. Alambanasangahe alambanani namarupang manang sattha rammanang gantha rammanang rasa rammanang phuthabha rammanang thammarang manang cha tí chấp biết tha ni phá văn tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tathā rūpa me va rūpa rammanaṃ tathā saddhā dayo saddhā rammanā dīni dhammā rammanaṃ panapāsā đa xúc kuma rupa citta cetasika nibbana paññatti vasena caddhā saṅghe haṇti. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ con đã đọc xong, xin mời Giang Nhất Hạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mài, Nam Mô Sân Kha. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. À Alambana Sangaho toát yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. À Alambana Sangahe Alambana Alambana nina maru baram manang sattha ram manang gantha ram manang rasa ram manang phothap baram manang thamma ram manang cha ti chat bitha ni pha wan ti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa me va rūpa rammanaṃ tattha saddhā dayo saddhā rammanādini dhamma rammanaṃ panapassādā sukkhuma rūpa citta cetasika nibbāna paññatti vasena caddhā saṅghehaṇti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ xin mời vị kế tiếp, xin mời cô Từ Mẫn ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con Từ Mẫn, con thành kính cúi đầu đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức giáo pháp, ân đức tăng. Con kính đảnh lễ sư Thành Tâm, sư Nguyên Thông, kính chào thầy Kinh cùng cô
phụ nữ Phúc Hạnh và anh chị em đạo hữu trong đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. A lầm ba na sằng ga hồ, tóc yếu về đối tượng cảnh, đoạn một. A lầm ba na sằng ga hề, a lầm ba na ni na ma ru ba năng ru ba răng, ma năng sắc đà rầm ma năng. A lầm ba na sằng, thôi con xin sám hối rồi, con lộn rồi, con sắp lại, con nhảy rồi. A lầm ba na sằng ga hồ, tóc yếu về đối tượng cảnh, đoạn một. A lầm ba na sằng ga hề, a lầm ba na ni na ma ru ba răng, ma nằng sát đà rầm ma nằng, gần thà rầm ma nằng, ra xà rầm ma nằng, thốt tha bà rầm ma nằng, thầm ma rầm ma nằng, chà ti chấp đi thà ni pha quần ti. Trong tóm lược về đối tượng của sáu loại đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta thà rù ba mề qua rù ba rầm ma năng, ta thà sắc đà đa dồ sắc đà rầm ma na đi ni thầm ma rầm ma năng ba na ba sa đa su khu ma ru ba chi ta che ta si ca ni ba na bằng nhã ti qua se na cha thà sằng ga hành ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết đó là sáu và những phần nhạy của ngũ quan, năng sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm về tục đế. Dạ con xin thành kính tri ân đạo tràng và cảm ơn trong nguyện cái bốt bài cô con. Xa tử con xin chuẩn mất. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính đảnh lễ thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài ạ. A lầm ba na sằng ga hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 1. A lầm ba na sằng ga hề, a lầm ba na ni na ma ru ba ram ma năng, sát đà rầm ma năng, gần thà rầm ma năng, ra xà rầm ma năng, phốt tháp bà rầm ma năng, thầm ma rầm ma năng, chà ti chấp bi thà ni phá hoàn ti. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta tha rù ba mê qua rù ba rầm ma năng, ta tha sát đà đa dô sát đà rầm ma na đi ni thầm ma rầm ma năng ba na ba sa đa su khu ma rù ba chi ta chê ta si ca ni ba na bành nhắc ti qua sê na chát tha sang gây hàn ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ cảm ơn Chu Nguyễn đã bớt bài, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ thân mời Nguyên Trang ạ. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Nguyên, sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào thầy kinh và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Dạ cảm ơn Trân Nguyễn đã post bài. A
lâm bá ná sân cá hô, tác yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A lâm bá ná sân cá hề, a lâm bá nà ni nà ma rù bà rầm ma nằng, sát đà rầm ma nằng, gần thà rầm ma nằng, ra phà rầm ma nằng, phốt thấp bà rầm ma nằng, thầm mà rầm ma nằng, trà tí chấp bí thà ni phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng, có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù bá nề quá rù bà rầm ma nằng, tát thà sa đà giá đồ. Tát dồn, sát thà rầm ma đà nì đi, thầm mà rầm ma nằng, bá na bá xà đá, sukhuma rupa citta cetasika nibbana bannyati vasse nacchatha sanggay hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn thầy kinh. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ con xin đọc bài ạ. À lầm ba ná sằng ra hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A lầm bá ná sằng gá hề, a lầm bá nà ní nà má rù bà rầm má nằng, sắc đà rầm má nằng, gần thà rầm má nằng, rá xà rầm má nằng, phó thấp bà rầm má nằng, thầm mà rầm má nằng, trà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù bá mề quá rù bà rầm má nằng, tát thà sắc đà đá dồ sắc đà rầm má nà đì ní thầm mà rầm má nằng bá ná bá xà đá su khu má rù bá chích ta chề ta xí cá níp bà ná bành nhất tí quá xề ná chất thà sằng gầy hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Và con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, mô Phật, Thầy Sư, một lần nữa kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào Thầy Kinh và kính chào Đạo Tràng. Bây giờ Sư xin đọc bài ạ. À, lá phẩm A Lâm Ba Na Sang Gá Hồ, toát yếu về đối tượng cảnh. Đoạn 1. A lâm bá ná sằng gá hề, a lâm bá nà ní nà ma rù bà rằng ma nằng sát đà rầm ma nằng gà thà rầm ma nằng ra xà rầm ma nằng bốt tha bà ra bốt tha rầm ma nằng tham ma rằng mà năng chà tí chà bi thà ni pa hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự thấy biết. Tát tha ru va
mê quá ru và rằng ma năng ta tha sa đà đa vô sa đà ram ma na di ni đàm ma ram ma năng ba na ba sa đà su khu ma ru ba chít ta chê ta si ca ni ba na bành nhá ti quá xê na cha tha sang ra danh tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thế ấy âm thanh mùi vị, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Rồi, sư đọc xong ạ. Mời quý vị kế tiếp. Dạ, con là An Nhiên. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính chào Thầy Kinh và con kính chào anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài A Lâm Bá Ná Săng Gá Hô Toát Yếu về đối tượng cảnh đoạn 1. A Lâm Bá Ná Săng Gá Hê A Lâm Bá Na Ní Na Má Rù Ba Râm Má Năng Sát Đa Râm Má Năng Ganh Tha Râm Má Năng Rát Sa Râm Má Năng Hót Thá Hót Thá Ba Râm Má Năng Thâm Má Năng Má Năng Cha Tí Chấp Bí Hà Ní Bá Quanh Tí. Trong tóm lược thì đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Dạ, con chưa thấy bài để con nhớ phía trên. Tất thá ru bá mê quá ru ba râm má năng tất thà sắp đà đá vô sắp đà râm má na đà ní thầm mà râm má năng bá ná bá xà đá xú cú má ru bá chít tá chê tá xí cá níp bà ná bành nhá tí quá xê ná chá tha săn gá hành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái lược tục đế. Dạ, con xin đọc bài xong. Con xin xuất mất ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, quý bà cô tu nữ. Con kính lễ đạo Thầy Kinh và kính lễ đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Alambana Sankaho, trót yếu về đối tượng, cảnh, đồng một. Alambana Sankahe, Alambana Nani, Nama, Rubaramanang, Sattaramanang, Gantaramanang, Ratsaramanang, Phottabaramanang, Thammaramanang, Chati, Chapitani, Phawanti. Trong tóm lược về đối tượng có số loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rupa me va rupa rammanang tát tha sadada yo sadaramana dini thammaramanang panapa sada sukhu ma rupa chitta
chê tát sĩ ca nít pa na pan nhát ti ba sê na chát tha sang cây hành ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhị của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm trục đế. Ta con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào Thầy Kinh và con kính chào toàn thể Đạo Tràng. Dạ con cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được đọc bài. Nam mô Bụt Thà Giá. Châu Nguyễn ơi, Châu Nguyễn bị rớt mic rồi. Không biết là Châu Nguyễn có nghe Nguyên Trang không? Nguyên Trang thấy bàn tay của Châu Nguyễn. Dạ, cho Nguyên Trang nghe được. Bị rớt mic rồi Châu ơi. Rồi, Nguyên Trang kính gửi mic lại nha. Alo, dạ, con xin hỏi Đạo Tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn Đạo Tràng ạ. Con xin phép được đọc lại bài ạ. À làm banasang gá hồ, tất yếu về đối tượng, cảnh, đoạn 1. À làm banasang gá hề, à làm bana ni na ma ru ba ram ma nang, sát đà ram ma nang, gần tha ram ma nang, ra sa ram ma nang, phót tháp pa ram ma nang, tham ma ram ma nang, trà tích chấp bi thà ni pha hoàn tí. Trong tấm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha ru pa mê wa ru pa ram ma nang, tát tha sát đà đa dù sát đà ram ma na đi ni, tham ma ram ma nang pa na pa sa da su khu ma ru pa chit ta che ta si ka ne pa na pan nya ti wa se na chat tha sang gay han ti. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Dạ thưa con đã đọc xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giúp con. Con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho Đạo Tràng ạ. Dạ, xa thứ, xa thứ. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, dạ, tăng chào tất cả quý vị. Rồi, trước khi chúng ta bước vào bài học mới, mời Nguyên Như lên đọc cái bài từ rồi lại ha, đọc sơ cái bài từ rồi lại cho mình có cái sự nói tiếp cho nó rõ ràng. Rồi, xin mời Nguyên Như. Dạ, tuân lệnh thầy ạ. À, tuần rồi là ngày 11 tháng 9 năm 2020. Dạ, nhóm B từ 8 cho tới 9. 8 là cảnh chân đế, bá ra mắt thá, sách trà rầm má ná. Chi pháp là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Bốn pháp này thuộc về pháp chân đế, hay được gọi là thực tính pháp. Bốn pháp này được phân làm hai loại. Biết nhất định có 71 tâm, 17 tâm vô nhân, tự vì nó trừ cái kháng ý môn, cộng với 8 tâm quả thiện dục giới, cộng với 3 thức vô biên xứ, cộng với 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ, cộng với 40 tâm siêu thế. Thành ra tổng cộng là có 71 tâm.
Rồi biết không nhất định có 31 tâm, 12 tâm bất thiện, cộng với 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cộng với 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, cộng với cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cộng 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo, cộng với kháng ý môn, và cộng với 2 tâm, là tổng cộng có 31 tâm. Tổng cộng có tất cả là 102 tâm, 71 tâm biết nhất định và 31 tâm biết bất định hoặc là không nhất định. Ghi chú, 8 tâm đại thiện dục giới và 17 tâm vô nhân trừ kháng ý môn không bao giờ biết cảnh tục đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới. Số 9 là cảnh tục đế. Lô ký giá sách cha ramana chi pháp có danh chế định và nghĩa chế định. Biết nhất định có 21 tâm, gồm 15 tâm sắc giới, 3 tâm không vô biên xứ và 3 tâm vô sở hữu xứ. Ôm lại 15 tâm sắc giới biết cảnh chế định với 26 đề mục chế định, 10 cá xí ná, hoàn tịnh, 10 bất mỹ, tức là không tốt đẹp, như là tử thi bị sinh, 4 vô lượng tâm, 1 quán thể trược và 1 hơi thở, 3 không vô biên xứ biết chế định thuộc hư không vô cùng tột, 3 vô sở hữu xứ biết chế định cho rằng không có chi, có chấp không. Biết nhất định thì có 31 tâm, kháng ý môn, 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 8 duy tác dục giới, 2 tâm thông. Tổng cộng có 52 tâm, 21 tâm biết nhất định và 31 tâm biết không nhất định. Dạ con đã đọc xong, con kính xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Chào hữu. Rồi, rất cảm ơn nhà Nguyên Nhân. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi theo tiếp ha. Bắt đầu chúng ta qua nhóm C từ 10 đến 12. Nhóm C từ 10 đến 12. Vì nghe rõ mà, alo. Từ 10 đến 12, rồi. Rõ ha. Rồi, số 10, cảnh dục giới. Số 10, cảnh dục giới. Kamaramana, cảnh dục giới. Tức là ở đây nói về số 10 này, nói về phi cảnh hay là đối tượng thuộc về dục giới. À, thì được gọi là cảnh dục giới. Rồi, chi pháp 2 chấm. Chi pháp 2 chấm. hai mươi mốt sắc pháp, chi pháp 21 sắc pháp, từ bảy sắc cảnh, từ bảy sắc cảnh, tức là sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị và đất lửa gió. Là bảy sắc cảnh đó. Từ bảy ra sắc thinh khí vị đất lửa gió là xúc đó. À, sắc thinh khí vị xúc đó. Sắc thinh khí vị đất lửa gió. Rồi đó là 21 kinh, 21 sắc pháp ha. Rồi tới 54 tâm dục giới và tâm sở thuộc dục giới. 54 tâm dục giới và tâm sở thuộc dục giới. Rồi, như vậy là khi mà nói đến cảnh dục giới thì cái chi pháp đó là ta lấy 21 sắc pháp trừ 5 cảnh là cảnh, trừ 7 cảnh sắc cảnh đó là sắc thinh khí vị xúc là 5, nhưng mà xúc là tam đại ha, thì nó thành 7, là trừ 7 cảnh sắc.
Thì thật ra là bảy cảnh sắc này, bảy cảnh sắc hành cảnh này là, nó cũng nằm trong dục giới, nhưng mà bởi vì nó đã được nói trên cái phần mình học rồi, nó thuộc về cảnh ngủ, cảnh sắc, cảnh thinh, cái vị xúc là thuộc về cảnh ngủ nó rồi, thành ra đây mình không cần phải nói lại nữa, nó cũng nằm trong dục giới. Rồi 54 tâm dục giới là biết cảnh dục giới, và những cái tâm sở thuộc dục giới, thì tức là những cái tâm sở nó nằm trong những cái loại tâm thuộc dục giới. Thì như vậy chi pháp chúng ta có 21 cảnh sắc và 54 tâm dục giới cộng với tâm sở, đó là cái chi pháp. Rồi xuống dòng ha, nhất định tức là biết nhất định, 20 chấm, có 25 tâm. Biết nhất định có 25 tâm. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng nghi môn. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng nghi môn. Mười bảy tâm vô nhân trừ đi kháng nghi môn. Cộng tám tâm đại quả dục giới. Cộng tám tâm đại quả dục giới. Rồi như vậy là 25 loại tâm này nó biết cảnh dục giới một cách nhất định, tức là nhất định là những loại tâm này nó chỉ biết duy nhất cảnh dục giới, tức là giờ 17 tâm vô nhân trừ cái kháng nghi môn ra, bởi vì kháng nghi môn thì nó biết là cảnh dục giới nó cũng biết, mà cảnh sắc giới nó cũng biết, mà cảnh chân đế tục đế gì nó cũng biết ha. Kháng nghi môn này nó biết rất nhiều cảnh. Riêng về tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân này đó, tức là nhãn cặp, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, là tiếp thâu quan sát, thì những cái này đó nó chỉ biết cảnh dục giới thôi, tức là nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, chứ nó không có biết qua những cái cảnh thuộc về cảnh thiền, nhưng mà cảnh sắc, sắc giới là cảnh vô sắc giới nó không thể biết được. Cho nên 17 tâm vô nhân này biết nhất định là biết cảnh dục giới duy nhất, là nó không thể biết những cảnh khác ngoài ra. Chẳng hạn như giờ cái nhãn thức thì cái tâm nhãn thức nó sanh lên, nó chỉ biết được cảnh sắc, nhĩ thức biết được cảnh thinh, tỷ thức biết được cảnh khí, thiệt thức biết được cảnh vị, và thân thức biết được cảnh xúc. Thì những cái loại này nó chỉ biết được cảnh dục giới thôi, chứ nó không có biết những cảnh ngoài ra. Cho nên 17 tâm vô nhân là biết cảnh dục giới một cách nhất định, trừ cái kháng nghi môn ra. Kháng nghi môn này nó là loại đặc biệt, nó biết được nhiều thứ, nhiều loại. Rồi tám tâm đại quả dục giới. Tám tâm đại quả dục giới là những cái tâm quả mà mình đã học rồi, không? Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, vân vân. Thì tám tâm đại quả này đó, nó nằm trong phạm vi dục giới, nó làm phận sự là tục sinh hộ kiếp tử ở cõi dục giới. Cho nên nó chỉ biết cảnh dục giới nhất định. Bởi vì nó chỉ biết cảnh, nó thuộc về tâm tục sinh mà. Tục sinh hoặc kiếp tử là nó chỉ biết cảnh pháp, mà là biết cảnh thuộc về chân đế nhất định. Cho nên cảnh tám cái này nó chỉ biết cảnh dục giới của nó thôi, chứ nó không biết những cảnh khác. Không bước qua cái ranh giới của sắc giới, bộ sắc giới. Cho nên giờ biết nhất định cảnh dục giới, chúng ta có được là 17 tâm vô nhân và 8 tâm đại quả dục giới. Thì được gọi là biết nhất định của cảnh dục giới. Như vậy chúng ta phải phân rõ định ha, tức là dịch cảnh dục giới, cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới, rồi cảnh chân đế, cảnh tục đế. Ngày nay mình học á, từ từ mình học mình biết hết rồi ha. Thì như vậy giờ nói với cảnh dục giới chúng ta có 25 tâm như vậy. Quý vị có nắm được không? Alo. Rồi ha, ok, rồi thông qua ha. Rồi giờ biết không nhất định, 20 chấm, có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm.
Rồi, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo. Cộng 8 duy tác dục giới tịnh hảo. Cộng 8 duy tác giới tịnh hảo. Cộng kháng y môn. Cộng 2 tâm thông. Rồi, tức là ở đây là biết cảnh dục giới không nhất định, tức là không có nhất định, là chỉ biết cảnh dục giới không. À, 31 loại tâm này nó có thể biết được cảnh dục giới và nó biết được ra ngoài cảnh đó luôn. Tức là nó có thể biết được cảnh pháp, nó biết được cảnh chân đế, nó biết được cảnh chế định. À, nó biết được nhiều thứ, nhiều loại, cho nên nó biết cảnh dục giới là không có nhất định, là vấn đề chúng ta cần phải được hiểu như vậy. Ví dụ 12 tâm tham, 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện là tham sân si, thì nó biết cảnh dục giới, nó biết luôn cảnh pháp, nó biết luôn cảnh chân đế, nó biết luôn cảnh tục đế. À, nó biết nhiều thứ nhiều loại, cho nên là nó được xếp vào cái nhóm là không nhất định. À, cũng vậy, 8 tâm thiện dục giới cũng vậy, 8 tâm di tác cũng vậy, kháng y môn, 2 tâm thông cũng vậy. Thì 31 loại tâm này không những chỉ biết cảnh dục giới mà nó còn biết được ra ngoài cảnh đó nữa. À, nó biết được ngoài cảnh đó nhiều thứ nhiều loại, nó biết nhiều thứ nhiều loại, cho nên được gọi là không nhất định đối với cái cảnh dục giới này. À, là vấn đề nó vậy thôi, nó đơn giản vậy thôi ha. Có gì nắm được không? Alo. Tổng cộng mình có 56 tâm tất cả. Tổng cộng có 56 tâm. Tức là nãy là nhiêu? À, cái đầu ở trên là nhiêu? 25 với 31 phải không? À, 56. Rồi đúng rồi, vậy là mình có tổng số là mình có 56 tâm, biết nhất định và không nhất định ha, là nó có 56 tâm. Rồi, xà thú ha, ghi vậy là quá rõ ràng ha. Rồi, vậy quý vị đã nắm được ha. Rồi, giờ mình qua cái loại khác tiếp ha. Biên này cho cái đã. Rồi, số 11, cảnh đáo đại. Cảnh đáo đại. Cảnh đáo đại. Mahakata Ramana. Mahakata Ramana. Rồi. Cảnh đáo đại là cảnh thiền đó quý vị, cảnh thiền của thiền sắc giới và vô sắc giới thì gom chung lại kêu là cảnh đáo đại. Rồi chi pháp có 27 tâm thiền. Chi pháp có 27 tâm thiền cộng tâm sở phối hợp. Rồi, 27 tâm thiền này tức là 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới. À, thì tổng cộng chúng ta có được 27 tâm thiền. À, là chỉ pháp của nó ha.
Rồi bây giờ biết cảnh đó đã nhất định, à, bây giờ là biết nhất định có sáu tâm, biết nhất định có sáu tâm. Ba thức vô biên xứ cộng ba phi tưởng phi phi tưởng xứ, ba thức vô biên xứ ba phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi, như vậy là sáu cái tâm này, tức là ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ, tức là tính theo chiều dọc xuống nha, tức là tâm thiện vô biên, thức vô biên xứ, tâm quả thiện, thức vô biên xứ, tâm di tác, thức vô biên xứ, đó tính theo chiều dọc xuống ha. Thì như vậy ba thức vô biên xứ, ba phi tưởng xứ, nó chỉ biết cảnh đáo đại riêng biệt của nó thôi, nó chỉ biết đặc biệt, nó chỉ biết cảnh đáo đại, không biết gì khác ngoài đó. Tức là ba cái thức vô biên xứ này nó biết, nó bắt lấy cái tâm không vô biên xứ làm đối tượng, à, cho nên nó chỉ biết cảnh đó lại. Rồi ba phi tưởng xứ này nó bắt cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng, cho nên sáu cái loại tâm này nó chỉ biết duy nhất là biết riêng cảnh đó đại của nó thôi, nó chỉ biết cảnh đó đại duy nhất, cho nên sáu tâm này được xếp vào nhóm biết cảnh đó đại nhất định, à, đó là cái lý do được xếp vào như vậy. Rồi, có gì có nắm được không? Alo. Rồi ha, rồi dạ ui ha, đã có gì đâu có ha. Rồi, biết không nhất định có 31 tâm. Biết không nhất định có 31 tâm. Kháng ý môn, một là kháng ý môn, kháng ý môn cộng mười hai tâm bất thiện cộng tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám thiện dục giới tịnh hảo. Tám duy tác dục giới tịnh hảo. Cộng hai tâm thông. Rồi, rồi như vậy là tám dục giới đủ chưa? 12, 20, 28, 30, 30, đủ ha, đủ 33, đủ 31 tâm không quý vị? Đủ ha, ok, rồi. Thì bây giờ với cảnh đạo đại này ha, là biết nhất định nãy mình học là có 6, nhưng mà giờ biết không nhất định thì nó có 31. À, 31 loại tâm biết không nhất định. Chẳng hạn như cái kháng ý môn. Kháng ý môn thì nó biết cảnh đáo đại là nó làm trong cái, nằm trong cái lộ trình tâm của là thuộc về thiền, à, thì nó biết được cảnh đáo đại và nó biết được cảnh dục giới, nó biết được cảnh chân đế, nó biết cảnh thực đế, nó biết tùm lum ha. Thì kháng ý môn nó cũng vậy, nó biết tùm lum, à, cho nên nó chỉ biết, nó không phải là chỉ duy nhất biết cảnh đáo đại mà nó biết ngoài ra nhiều cảnh khác, à, cho nên kháng ý môn nó biết được nhiều cảnh, à, chẳng hạn như một người mà có thể đứng nhìn ra thấy nhiều góc cảnh khác nhau, nhiều chỗ khác nhau, thì kháng ý môn nó cũng vậy. Thì 12 bất thiện cũng vậy,
nó cũng biết được cảnh dục giới, nó biết được cảnh sắc giới, nó biết được cảnh chân đế, nó biết cảnh lục đế, nó biết tồn luôn hết rồi ha. Thì như vậy 12 tâm bất thiện này nó cũng biết được cảnh đó lại, và nó biết ngoài ra luôn, cho nên đó là không nhất định. Cũng như thế đó, 8 tâm thiện dục giới, 8 di tác dục giới và 2 tâm thông cũng vậy. Nó biết cảnh đạo đại, nó biết cảnh dục giới, nó biết cảnh là chân đế, nó biết cảnh tục đế, nó biết nói nhiều thứ, nhiều loại cảnh khác nhau. Cho nên được gọi là nó biết cảnh đạo đại, không có nhất định. Có lúc biết cảnh này, nó biết cảnh khác. Nhưng mà nó cũng biết luôn cảnh đạo đại luôn. Vì như vậy, không nhất định chúng ta có được là 31 tâm là biết cảnh đạo đại không nhất định. Rồi, như vậy tổng cộng chúng ta có 37, tức là nhất định có 6 tâm, không nhất định có 31 tâm, thì chúng ta có 37 tâm. Được chưa? Có gì nắm được chưa? Alo. Tổng cộng có 37 tâm. Mình qua thêm một cái nữa, cảnh nữa là cảnh số 12, là cảnh Niết Bàn. Cảnh Niết Bàn. Nibbana Ramana, cảnh Niết Bàn. Chi pháp, hai chấm Niết Bàn. Chi pháp là Niết Bàn. Di pháp là Niết Bàn. Rồi, ok. Thì như vậy là di pháp chỉ có một là Niết Bàn, phải không? Cảnh Niết Bàn, di pháp chỉ có một là Niết Bàn. Rồi, biết nhất định có 40 tâm siêu thế. Biết nhất định có 40 tâm siêu thế. Rồi, thì như vậy 40 tâm siêu thế này nè, là bốn đạo bốn quả ha, nhân do năm tầng thiền ha, thì 40 tâm siêu thế này biết cảnh Niết Bàn một cách nhất định. Nó duy nhất là nó chỉ chứng đắc Niết Bàn, là nó biết cảnh Niết Bàn, ngoài ra nó không biết những cảnh khác. Cho nên người chứng đắc Niết Bàn là người bắt được cảnh Niết Bàn một cách nhất định, là 40 tâm siêu thế, là một trong 40 tâm siêu thế này là biết cảnh Niết Bàn một cách vững chắc, một cách nhất định, ngoài ra không biết những cảnh khác. Như vậy là nhất định về cái cảnh Niết Bàn có 40 tâm. Nắm được không? Rồi biết không nhất định có 11 tâm. Biết không nhất định có 11 tâm. Kháng nghi môn. Tâm thiện dục giới hợp trí. Tám thiện dục giới hợp trí. Tám tâm dục giới hợp trí, không phải tám thiện. Tám tâm dục giới hợp trí. Hay là mình ghi đây, ghi cho nó rõ khỏi lộn nha. Ghi bốn tâm thiện dục giới hợp trí cộng bốn di tác dục giới hợp trí. Như vậy đó cho nó rõ đi, coi thôi lộn như này. Bốn thiện dục giới hợp trí, bốn di tác dục giới hợp trí. C
sửa lại ha, mà ghi rõ ra, chia đôi ra cho rõ ràng ha. Bốn thiện dục giới hợp trí cộng bốn di tác dục giới hợp trí, đó hiểu đúng rồi đó. Rồi cộng hai tâm thông thì như vậy có 11 tâm, hai tâm thông nữa, cộng hai tâm thông vô thì có 11 tâm biết cảnh niết bàn ha, một cách là không có nhất định. Chẳng hạn như kháng nghi môn thì nó biết cảnh niết bàn, nó biết cảnh dục giới, nó biết cảnh chân đế, cảnh tục đế, nó biết tùm lum, cái kháng nghi môn này nó biết nhiều thứ nhiều loại cho nên nó biết cảnh niết bàn một cách là không có nhất định. Thì tám tâm thiện dục giới, tám tâm dục giới hợp trí là bốn thiện hay là bốn di tác thì thuộc về động lực, tức là tám động lực hợp trí thì nó cũng biết được cảnh niết bàn. Chẳng hạn như nó vô trong vấn đề lộ tâm đắc đạo, khi mà vô lộ tâm đắc đạo thì tới lúc mà Rotrafu là chuyển tánh hay là tuyến tiến bậc chuẩn bị cân hành thực thứ thường thứ chuyển bảo chuyển bậc đắc đạo quả đó, thì lúc này nó cũng bắt được cảnh niết bàn. Nó bắt được cảnh niết bàn, nó biết được cảnh niết bàn, nhưng mà nó cũng có biết được những cảnh khác ngoài niết bàn ra. Nó như vậy. Hoặc là lúc mà nó phản kháng trong cái lộ tâm mà đắc đạo xong rồi mới phản kháng lại để mà hưởng cảnh niết bàn siêu thế đó, thì nó cũng biết được cảnh niết bàn đó. Và ngoài ra nó cũng biết những cảnh khác, cảnh dục giới, cảnh chân đế, cảnh thực đế, nó biết tùm lum. Cho nên tám cái tâm mà là động tốc mà học trí mà dục giới đó, thì nó biết nhiều thứ nhiều loại, nó biết luôn cảnh niết bàn luôn, mà phải là học trí nha. Nhưng mà trong cái lộ tâm mà nhập thiền quả cũng như của bậc thánh vậy đó, thì nó cũng có những cái loại tâm này nó vẫn biết được hợp trí, biết được đủ thứ ha. Tâm di tác hợp trí cũng biết được cảnh niết bàn, tâm di tác dục giới nó biết được cảnh niết bàn trong cái lộ phản kháng về đắc tứ đạo. Nhưng lúc sau này mình học về lộ tâm mình sẽ thấy ha, tức là khi mà đắc tứ đạo xong đạo quả xong họ phải phản kháng đạo quả lại thì cái tâm di tác hợp trí của bậc tứ đạo tứ quả là bậc A La Hán nó phải phản kháng lại, ta thấy được chứng ngộ được niết bàn. Đó là những cái vấn đề mà về cái lộ tâm chuyên môn. Đó là chúng ta thấy nó có những cái mà đặc biệt trong cái lộ tâm, và những cái tâm dục giới hợp trí nó có thể biết được cảnh niết bàn. Rồi xuống dòng ha, mình ghi cái này, gạch vào dòng cái thứ nào có sanh chung với đạo quả. Rồi ra phú chuyển tộc đó. Thứ nào có sanh chung với đạo quả, hoặc thứ nào có sanh chung với đạo quả, hoặc bậc đã đắc đạo quả rồi, thứ nào có sanh chung với đạo quả hoặc bậc đã đắc đạo quả rồi, khi suy xét nhớ nghĩ đến niết bàn, khi suy xét nhớ nghĩ đến niết bàn, khi suy xét nhớ nghĩ đến niết bàn, thì kể chưa, khi suy xét nhớ nghĩ đến niết bàn thì mấy tâm này mới biết được cảnh niết bàn nhưng bất định, thì mấy tâm này mới biết được cảnh niết bàn nhưng bất định, tức là nó có thể biết cảnh niết bàn và nó có thể biết những cảnh khác ngoài ra. Đó là như vậy, tức là những cái loại tâm này đó về mà độ dục giới hợp trí đó, thì khi nó sanh chung với đạo quả, khi mà chứng đắc đạo quả thì nó biết cảnh niết bàn, hoặc là những bậc đã đắc đạo quả rồi, những bậc đã đắc đạo quả rồi họ suy xét, họ nhớ lại, suy nghĩ đến niết bàn, hoặc là họ nhập vô thiền họ như là trở ngược để quan sát về niết bàn, thì họ chứng kiến được những cảnh niết bàn này, thì mới biết được cảnh niết bàn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái những cái lộ trình tâm, nó có những cái sự liên hệ rất là đặc biệt ha. Thì từ từ chúng ta sẽ học tới những vấn đề này. Rồi, như vậy tổng kết chúng ta có 51 tâm. 51 tâm biết cảnh niết bàn. Cái đầu đầu là như vậy đó. Nhất định có 40, không nhất định có 11, 51 tâm biết cảnh niết bàn.
Như vậy chúng ta trong cái cảnh Niết Bàn chúng ta có hai vấn đề. Một là biết nhất định là có 40 tâm siêu thế, là biết cảnh Niết Bàn nhất định, là chắc chắn như vậy, nó biết gì nhất định, tức là nó chỉ biết duy nhất có cảnh Niết Bàn, chứ nó không biết những cảnh như là cảnh ngủ hay là cảnh dục giới, cảnh đáo đại hay là cảnh tục đế, cảnh chân đế vậy. Mà nó biết duy nhất chỉ có cảnh Niết Bàn. Thì 40 tâm siêu thế này là biết cảnh Niết Bàn nhất định. Còn những cái tâm mà không nhất định thì chúng ta có được là 11 tâm, tức là kháng y môn, là biết cảnh Niết Bàn, và ngoài ra nó biết những cảnh khác nữa. 8 thiện dục giới, 8 tâm dục giới hợp trí, tức là 4 thiện, 4 di tác, thì nó biết cảnh Niết Bàn, và nó biết luôn cả những cảnh dục giới, cảnh chân đế, cảnh ngoại thời, cảnh luôn luôn ra, biết được nhiều thứ không? Thì vậy 8 cái mà tổng lực hợp trí dục giới là, thì nó biết được nhiều thứ, nhiều loại, và nó biết được Niết Bàn trong những cái trường hợp mà về lộ tâm mà những người đã đắc đạo quả, phản kháng về những cái lộ tâm mà phản kháng đạo quả siêu thế Niết Bàn á, hoặc là những bậc thánh hữu học mà lúc mà đi vô nhập vô thiền quả, thì cái Rotafu, cái tiếng vật này nó biết cảnh Niết Bàn. Thì đó là những cái trường hợp mà đặc biệt, là những cái thứ mà sanh chung với đạo quả, hoặc là những bậc đã đắc đạo quả rồi, khi mà họ suy xét về Niết Bàn thì cái tâm đó, những loại tâm đó nó biết được cảnh Niết Bàn. Nhưng mà ngoài ra nó còn biết được những cảnh khác nữa, nên đây là cái vấn đề mà đặc biệt ở cái chỗ đó. Thì như vậy hôm nay chúng ta học được cái nhóm C, được 3 thứ ha, là cảnh dục giới, cảnh đạo đại và cảnh Niết Bàn. Chúng ta đã học được ba nhóm này, ba cái bài này ha hôm nay. Quý vị nắm được ha, cũng không có gì khó, đâu có gì khó, dễ hiểu ha. Rồi, hôm nay do phước báo mà chúng ta hôm nay là nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu nhất trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sanh Khả. Rồi, xin mời MC. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã từ bi hoan hỷ dành thời gian quý báu của mình và đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông. Ôi, con xin lỗi, kính tri ân thầy kinh. Dạ sau đây con kính mời sư Nguyên Thông. Dạ không biết sư có trước máy không ạ? Dạ. Con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi học pháp ạ. Con không thấy sư Nguyên Thông trước máy. Dạ con kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Dạ sư Thanh Tâm có trước máy không sư? Dạ con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con thấy bằng tay, con thấy sư Nguyên Thông có trước máy. Dạ con kính thỉnh sư Nguyên Thông, sư Nguyên Thông từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng của chúng con nha sư. Dạ con kính dâng mít lại cho sư ạ. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư Nguyên Thông. Dạ con xin xuống mít ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba bhuta anupavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sukhi bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sukhi. Và vâng tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp,
Do nhờ qua đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nghiên Thông đã thay mặt chư Tăng chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sa sanang akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu ratthake akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu bhamino akasattha cha pummattha deva naga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu thần được sự yên vui. Do sự hãy muốn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm hay tâm trong ngày mai. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nguyện chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Chẳng gặp Phật nào nhầm kỳ độc giác, làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu tam học giới tuệ, đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng một lần nữa kính tri ân thầy Kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay, và con kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và tham gia buổi học với chúng con ngày hôm nay. Kính cảm ơn quý cô chú đạo hữu, và con kính mời quý cô chú trở lại vào tuần sau vào thứ Hai, và cũng như thường lệ là lúc giờ 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, có nghĩa là 8 giờ sáng bên Việt Nam. Dạ, chúng ta sẽ gặp lại sư Pháp Thanh và sư sẽ giảng tiếp về 37 phẩm trợ đạo ạ. Sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư quý cô chú, kính tri ân thầy Kinh, và con chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ con kính tạm biệt đạo tràng.